Thưa quý vị, trước thực trạng các dự án luật liên tục được bổ sung đưa vào chương trình sát ngày diễn ra kỳ họp Quốc hội, tình trạng luật vừa mới thi hành đã đề xuất sửa đổi, nhiều chủ thể thi hành luật đòi hỏi việc áp dụng cơ chế riêng, vân vân. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục diễn ra vào sáng nay. Các đại biểu đề nghị chính phủ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của thực trạng nói trên. Là các thành viên của Ủy ban Pháp luật chịu trách nhiệm thẩm tra việc điều chỉnh bổ sung các dự án luật, dự thảo nghị quyết vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội. Các đại biểu đề nghị Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm rõ nguyên nhân và giải pháp của thực trạng. Chính phủ thường xuyên bổ sung đột xuất, sát giờ, gấp gáp. Mấy ngày nay báo chí liên tục đưa tin về việc chính phủ đang giáo diết chỉ đạo xây dựng các dự án luật sửa đổi 13 luật có vướng mắc, bất cập và sẽ đề nghị Quốc hội thông qua ngay tại kỳ họp thứ 8 sắp tới. Đại biểu Quốc hội và cử tri rất thắc mắc tại sao chúng ta đã có định hướng chương trình xây dựng pháp luật từ đầu nhiệm kỳ. Công tác rà soát pháp luật cũng đã được làm tương đối thường xuyên. Cả bộ máy các cơ quan từ chính phủ đến Quốc hội đều rất cố gắng, trách nhiệm, thậm chí là làm việc hết sức vất vả. Nhưng luật vừa mới thi hành đã phải sửa đổi, thậm chí luật chưa thi hành cũng phải sửa. Vậy đề nghị Phó Thủ tướng cho biết những việc này có nguyên nhân vì đâu? Trách nhiệm của chính phủ trong việc các luật cứ liên tục phải sửa đổi là như thế nào? Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thành lập một cái ban chỉ đạo rà soát để cũng tổng hợp từ các cái nguồn khác nhau và dự kiến là sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua hai luật. Cái lý do mà chúng ta nói rằng là các cái đòi hỏi thực tiễn và các cái giải pháp để xử lý góp phần phát triển kinh tế xã hội, đấy là cái cơ bản. Cái nguyên nhân chủ quan thì báo cáo Quốc hội là cũng có cái sự chưa chủ động và không nhận thức hết được của các bộ, các ngành. Theo đại biểu Nguyễn Phương Thủy, Chính phủ cần nhìn nhận rõ nguyên nhân chính là năng lực và tính chuyên nghiệp của bộ máy tham gia vào công tác xây dựng pháp luật. Phó Thủ tướng mới nêu cái nguyên nhân là do anh em chưa chủ động. Tôi nghĩ là chúng ta phải nhìn thẳng vào nguyên nhân thực tế của cái vấn đề này. Đấy là vấn đề liên quan đến năng lực cũng như là tính chuyên nghiệp của bộ máy. Với một cái bộ máy mà năng lực rõ ràng là đang có vấn đề như vậy. Và chúng tôi rất là lo ngại về chất lượng của các cái dự án luật mà sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua, bởi đến thời điểm này thì các cơ quan thẩm tra rồi đại biểu Quốc hội cũng chưa biết là chúng ta sẽ dự kiến sửa đổi bổ sung những nội dung gì. Công tác đánh giá tổng kết rà soát để đảm bảo không có những vướng mắc bất cập với các cái luật hiện nay sẽ được thực hiện như thế nào, hay là chúng ta thông qua luật xong rồi cuối cùng lại tạo ra những vướng mắc mới. Tôi cho rằng là cái tính chuyên nghiệp và năng lực ở đây là quan trọng. Đầu tư thêm cho cái lực lượng xây dựng pháp luật, lực lượng xây dựng chính sách, đấy là một chuyện. Nhưng mà với kinh nghiệm cá nhân, tôi nghĩ rằng ấy là cái cơ bản nhất vẫn tức là cái tâm huyết, cái trách nhiệm, cái lòng đam mê nghề nghiệp đối với anh em. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chia sẻ với các băn khoăn của đại biểu Quốc hội cũng như những khó khăn của chính phủ, đồng thời cho biết hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang chủ động phối hợp với chính phủ để tổ chức diễn đàn đầu tiên về xây dựng pháp luật dự kiến vào đầu năm 2025 nhằm tháo gỡ những vướng mắc như đại biểu nêu.